vị đã từ lâu tem thư không còn là một phương tiện để cho chúng ta tính cước phí đơn giản hữu hiệu, mà nó đã trở thành một loại hình nghệ thuật được đông đảo nhiều người quan tâm. Bởi sưu tập tem thư mang lại cho chúng ta sự hiểu biết về khoa học và nghệ thuật. Và đây là một thú chơi tao nhã, điệu nghệ, góp phần bảo tồn được những giá trị văn hóa lịch sử. Ngày hôm nay hãy cùng Ngô Phương Anh và Việt Nam Mến Yêu tìm hiểu lịch sử qua những con tem nhé! Tem bưu chính ra đời vào năm 1840 tại nước Anh. Con tem in hình nữ hoàng Victoria năm 18 tuổi. Là một con tem trắng đen, đơn giản, ban đầu không có răng cưa. Theo thời gian, để phù hợp với chức năng tính cước phí mà con người đã sáng tạo ra tem có răng cưa để chống hàng giả. Thế giới tem là thế giới đa màu sắc và đa văn hóa. Ngoài giá trị thanh toán cước phí, tem thư còn mang yếu tố quảng bá hình ảnh. Bởi thế mà tem đã cuốn hút biết bao người yêu thích khám phá. Hiện tại thì Phương Anh đang có mặt tại nhà của một nhân vật, người đang sở hữu rất nhiều bộ sưu tập tem thư vô cùng đặc sắc. Bây giờ thì xin mời quý vị khán giả cùng theo chân Phương Anh nhé. Dạ em chào anh. À chào bạn Phương Anh. Dạ. Mời bạn ngồi uống trà nha. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ. Xin giới thiệu với quý vị, đây là anh Nguyễn Hiếu Tính, người sở hữu rất nhiều bộ sưu tập về tem ạ. Dạ, chào Phương Anh và chào quý vị khán giả. Anh ơi, cho em hỏi là cái thú sưu tập tem nó không chỉ là thú vui mà nó còn mang ý nghĩa về văn hóa gì nữa không ạ? Đúng là ban đầu thì tất cả những thú chơi người ta vẫn gọi là chơi, nhưng mà từ chơi nó sẽ chuyển qua thành nghệ thuật. Cho nên là sưu tập tem có thể gọi là thú chơi tem, nhưng mà cao cấp hơn người ta gọi là nghệ thuật bưu hoa hoặc là nghệ thuật sưu tập. Như vậy thì cái nghệ thuật nó sẽ khác với thú chơi chỗ làm. Mình sẽ mang tính nó bài bản hơn, mang tính nó hơi chuyên nghiệp hơn một chút. Và tất yếu là một trong những cái quan trọng nhất là ngoài cái giá trị để giải trí, để thư giãn, thì cái tính cao nhất của cái thông qua việc chơi đó phải mang lại một cái kiến thức nhất định. Thì trong tất cả lĩnh vực đó, tính thấy chơi tem là cái hàm lượng về kiến thức, hàm lượng về tri thức là có thể giúp cho chúng ta khám phá nó tương đối là tốt nhất. Là bởi vì hiện nay thế giới họ đã tính cho chúng ta là trong giới sưu tập tem thì nó tới hơn 800 cái đề tài để mà người ta khai thác. Một trong những cái lợi ích lớn của tem á mà khiến nhiều người chơi đó là nó không bị phụ thuộc bởi không gian và thời gian. Là bởi vì là tuổi nhỏ chơi vẫn được về mặt thời gian, từ trẻ em, mẫu giáo cho đến người già hiện nay vẫn còn chơi, nghĩa là họ không phân biệt độ tuổi. Yeah. Cái thứ hai là không bị giới hạn bởi không gian, là bởi vì chỉ cần Phương Anh bỏ vô một cuốn album, bỏ vào bị là chúng ta có thể đi được. Chúng ta không cần phải một không gian rộng lớn để mà trưng bày như là xe hay là nghệ thuật chơi thưởng ngoạn về đá cảnh, thì tất cả những cái đó phải có không gian. Nhưng mà riêng tem thì nó rất là đơn giản, nó không phụ thuộc không gian thời gian, và nó cũng có thể giới thiệu được lịch sử, đúng không anh? Giống như là chính lịch xác. Sử của tại vì là khi mà mỗi quốc gia in tem á thì họ sẽ chọn đầu tiên là lịch sử của nước họ nè. Yeah. Danh nhân nè. Yeah. Những cái di sản văn hóa được thế giới công nhận nè. Yeah. Những cái đặc trưng văn hóa vùng nè. Và khi người chơi tem thì buộc phải cái thông tin trên tem hiện nay là đúng bài bản, nó giống như tiền vậy đó, nó rất là quan trọng, là nó phải có tên quốc gia nè. Yeah. Nó phải có đơn vị tiền tệ nè. Yeah. Phải có cái thông tin nhỏ để biết là chủ đề gì. Thì như vậy người chơi tem mặc nhiên người ta phải hiểu được ngôn ngữ của quốc gia đó. Ừ. Biết được cái tiền tệ quốc gia đó ở như thế nào, biết được văn hóa danh lam. Đòi hỏi người chơi đó phải am hiểu rất rồi. Là nhiều. Nên nó là một cái để người ta khai thác. Được xem là vua của các loại sưu tập, thú sưu tập tem đã chinh phục lòng ham hiểu biết của nhiều người. Bên cạnh niềm đam mê, người sưu tập tem sẽ trang bị cho mình những kiến thức bưu chính, sự tỉ mẩn trong quá trình làm. Thông qua việc sưu tập tem sẽ tạo cho người chơi thêm tri thức, mở rộng tầm nhìn và mở rộng quan hệ giao lưu trong nước và quốc tế. Mình
muốn sưu tập tem đòi hỏi người chơi phải rất là kiên trì và còn phải rất là tỉ mỉ. Đúng. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể bảo quản tem một cách tốt nhất theo thời gian mà không có bị hư tổn hả anh? Thì trong chơi tem nó có những cái dụng cụ chơi như là đặc biệt là phải có cái kính lúp để mà thấy những thông tin nhỏ, hay là cái kẹp gấp tem để bảo đảm được cái con tem không bị dính vào cái mồ hôi của tay. Và ba là phải có một cái quyển sổ tem để mà cài gắn những con tem vào. Thì đây là ba cái cơ bản nhất của cái người chơi tem để giúp lưu trữ cho tem nó tốt. Ngoài ra thì còn những cái phương pháp khác như là băng cài tem nhỏ này kia vân vân. Dạ thưa anh, thì một con tem được đánh giá về giá trị của nó ngoài thời gian, ngoài dị bản, ngoài dị hình thì còn gì nữa không ạ? Theo tính thì tùy theo cái thú chơi, cái góc nhìn của mỗi người, nhưng mà nó đòi hỏi cái người chơi phải có cái kiến thức bưu chính. Hay nói cách khác là trước đây người Việt chúng ta chơi thì cứ lấy cái con tem từ bì thư ra, nhưng mà sự thật ra điều đó nó không có khoa học. Giống như thế giới là người ta lưu trữ luôn cả bì thư, nghĩa là người ta sưu tập luôn cả bì thư, cho nên giá trị đó nó sẽ phụ thuộc vào cái nhật ấn của cái phong bì mà chúng ta có được. Như vậy thì nó có nhiều cái nhật ấn rất tình cờ, nhưng mà nó sẽ mang tính giá trị là bởi vì nó báo hiệu được đầy đủ thông tin của một cái sự kiện lịch sử nào đó. Nên là những người chơi tem thì thông thường họ phải lưu trữ rất nhiều phong bì. Tính lấy ví dụ như là có những cái phong bì nó mình nhìn nó rất là đơn giản, nhưng mà nó lại có một cái giá trị nhất định. Ví dụ như là ngày sinh của Bác Hồ là ngày 19 tháng 5, chúng ta sẽ gán tìm cho được một phong bì có cái ngày sinh của Bác và dán con tem của Bác. Tuy nhiên nếu như trên cái thông tin phong bì này thì Phương Anh sẽ thấy có một cái nhật ấn nó khác nữa. Đó là bưu cục của nhật ấn này tên là Nguyễn Tất Thành, là tên của Bác. Như vậy rõ ràng là trên phong bì này đã biểu hiện được là ngày sinh của Bác, tên của Bác và tem của Bác đúng cái nhật ấn cái ngày sinh. Và nó sẽ khác so với một cái nhật ấn mà một bưu cục khác không đúng tên của Bác. Gọi là kiến thức bưu chính của người chơi. Và nó không có tốn rất nhiều tiền, nhưng mà nó lại có một cái tư duy khiến cho cái người chấm giải thì người ta sẽ thấy được cái sự sáng tạo hoặc là tinh ý của người chơi. Tính có cái phong bì mà một người bạn ở Hải Phòng gửi thì bạn gửi vào đúng ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2007. Đối với mình đó là một cái giá trị rất là lớn, tại vì không thể nào gặp lại cái ngày này lần thứ hai được. Như vậy lúc đó cái tính giá trị của nó sẽ không hẳn phụ thuộc bởi thời gian, mà nó sẽ phụ thuộc bởi cái sự quý hiếm. Cao nhất của cái việc chơi tem có khi là nó biểu hiện cái giá trị nằm ở cái tình cảm, hay là những người bạn họ nhớ được cái ngày đó, họ giúp cho mình và trở thành một cái vật phẩm kỷ niệm riêng có của mỗi người. Thì tính nghĩ cái đó mới là cái giá trị cao nhất của mỗi người chơi sưu tập. Mỗi con tem đều có linh hồn, câu chuyện và có lịch sử riêng. Nó là những hình tượng tiêu biểu, thể hiện sinh động đời sống văn hóa, xã hội, là tiếng nói của mỗi quốc gia mà chúng ta cần lưu truyền và gìn giữ. Dạ, em xin được cảm ơn anh rất là nhiều bởi vì những chia sẻ rất là hữu ích của anh ngày hôm nay. Cảm ơn bạn Phương Anh cũng như là quý vị xem đài. Thì nhân dịp Phương Anh đến để tìm hiểu về tem thì đến cũng xin phép có một cái món quà nhỏ liên quan đến tem để mà Phương Anh về sưu tập tiếp hoặc là kỷ niệm cho chương trình. Dạ. Thì ra tính xin phép được gửi tặng một cái bộ tem về cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Dạ. Thì cái bộ tem này nó mang tính giá trị tư liệu về văn hóa 54 tộc người của mình. Dạ. Đây là bộ tem mà nhiều nhất, đọt nhiều kỷ lục Việt Nam nhất, nhiều họa sĩ vẽ nhất, mọi thứ cái gì cũng nhất á. Sau Phương Anh về nghiên cứu thêm. Dạ. Xin cảm ơn. Em cảm ơn món quà vô cùng ý nghĩa của anh, nhất định là về nhà em sẽ đóng khung và em sẽ để nó một nơi rất là đẹp trong nhà của mình. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, cảm ơn Phương Anh. Dạ. Dạ, cảm ơn chương trình. Kính thưa quý vị, được ví như một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ, tem không chỉ đơn thuần mang giá trị về cước phí bưu chính. Mặc dù ngày nay, thời đại công nghệ 4.0, chúng ta đã hạn chế những bức thư tay, nhưng giá trị về tem luôn luôn được sống mãi theo thời gian. Và đây cũng là một hoạt động dần dần đóng góp cho sự lưu trữ về những giá trị văn hóa, lịch sử, đời sống. Đến đây thì thời lượng của Việt Nam Mến Yêu xin được phép khép lại. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ quen thuộc của chương trình 19:50 thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào và hẹn gặp lại! Tiếp tục hành trình khám phá Vĩnh Long, Hoa hậu Lương Thùy Linh sẽ hóa thân thành cô nông dân và trải nghiệm nấu những món ngon từ ruộng đồng.
vào lúc 19:50 thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý vị nhớ đón xem nhé!